Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội huyện, tính đến đầu tháng 2 năm 2023, huyện Đô Lương đã có 40.000 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt 99,61%. Để việc tham gia bảo hiểm học sinh đạt kết quả cao, Bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành và trường học, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh và học sinh, đồng thời phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện và các trường học, thực hiện tốt việc khám, điều trị và đảm bảo các chế độ đối với các em học sinh tham gia bảo hiểm. Chính vì vậy, việc tham gia bảo hiểm y tế của học sinh trên địa bàn huyện những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh khối trung học phổ thông tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 99%, khối trung học cơ sở đạt 99,35%, khối tiểu học đạt 99,92%. Để góp phần nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đồng hành cùng với chương trình quyên góp, ủng hộ, trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương, Bảo hiểm xã hội huyện đã trích một phần lương của cán bộ viên chức người lao động bảo hiểm xã hội và kêu gọi các nhà tài trợ trên địa bàn huyện để trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả đã huy động được 37,5 triệu đồng trao tặng bảo hiểm y tế cho 73 em học sinh trên địa bàn huyện. Việc vận động các bậc phụ huynh tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh nhằm giảm bớt khó khăn về tài chính, đề phòng rủi ro khi không may ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn, phải chi phí lớn. Đồng thời, góp phần cùng xã hội chia sẻ rủi ro cho những người bị bệnh hoặc bị tai nạn. Do đó, việc nâng cao nhận thức cho mọi người về tham gia bảo hiểm y tế là rất cần thiết. Gánh gánh gồng gồng, gánh sông gánh núi, FVAS gánh mọi lo âu, giúp cho mọi người hướng tâm xây dựng, thép khỏe bền đẹp, đạt chuẩn Nhật Mỹ, bóng nhẵn mịn màng, không có lỗ khí, chất lượng bảo chứng, bởi Triệu Công Chính. VAS vững vàng tâm thép, hotline 028-3820-3820, sẵn sàng hỗ trợ. Gánh gánh gồng gồng, gánh sông gánh núi, FVAS gánh mọi lo âu, giúp cho mọi người vững tâm xây dựng, thép khỏe bền đẹp, đạt chuẩn Nhật Mỹ, bóng nhẵn mịn màng, không có lỗ khí, chất lượng bảo chứng, bởi Triệu Công Chính. VAS vững vàng tâm thép, hotline 028-3820-3820, sẵn sàng hỗ trợ. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.